biết anh chụp ảnh làm sao. Ừ. Chỗ thằng Không Tuấn biết mình chụp nó. đang đứng trên được hai con đang đứng trên một con đứng trên mỏ đâu hả? Còn một con nữa con đứng kiểu bơi cũng khá là nhiều. Nó vẫn đợi như kìa. Nó vẫn đợi như kìa. Một đôi tình nhân này, đôi tình nhân rất yên tĩnh. Này nó ngượng, nó nhìn như ta nghĩ con này con cái. Đúng lúc nó đang tỉnh tứ mình bắt được ấy. Nó nhìn thấy nó lại ra đây, nó có rất nhiều bạn đây, nó tự tin hơn. Trước đây nó không làm hai cái hang kia để đi vào đây là phải trèo qua núi hết. Đấy, đào được hai cái hang này, làm khoan hai cái hang này dài phết đấy, 100 mét xuyên qua chân núi mà. Từ ngày có được hai cái hang kia là bắt đầu vào đây thoải mái. Hang kia đấy gọi là cái đấy gọi là cái gì nhỉ, cái hang bê tông.